chào các bạn. Hôm nay cũng như mọi ngày thì sáng 6 giờ hơn một tí mình dậy để đi làm. Hôm nay cũng vẫn tiếp tục cho công việc ở khu công nghiệp Biên Hòa 2. Hôm qua mình có quay video clip cho các bạn xem rồi đó. Hôm nay sẽ có chương trình một chiếc xe cẩu Cato và một chiếc xe bom nít để cẩu một cái nhà gỗ và một cái trụ bồn nước cao 17 mét xuống đất. Sẽ tới để quay video có gì đăng lên cho các bạn xem nhé. Mình đã tới công trường rồi đây. Các xe đã đang sắp xếp để cho vào vị trí để thi công nhé. Nó đây là cái khăn lông người trước đây. Tí nó khoa bánh lại cái rồi nó lưng nó cũng ngồi đó được, nó lưng nha. Đây là chiếc cẩu Cato. Chiếc này 120 tấn. Hôm nay chạy vào thi công cẩu cái bồn trụ bồn nước cao 17 mét này. Đây là cái nhà gỗ cát và mình đang nặng đó. Chiếc Cato 120 tấn. Hôm qua mình đánh lấy xe 70 tấn thôi nhưng mà chiều cao nó cao quá nên hôm nay lấy xe 120 tấn. Đây là hai chiếc cùng vận hành một lúc. Đây là chiếc xe lưng người để lưng móc xích cho chiếc xe này nó cẩu. Đây là bạn an toàn của nhà máy trước khi làm việc, kiểm tra lại tất cả cái an toàn của phương tiện trước khi tiến hành cẩu. Phong giám sát bên an toàn trước khi làm việc là kiểm tra chứng chỉ của lái máy, kiểm định chất lượng an toàn một lần cuối cùng. Trước khi thì công là kiểm tra lại. Chờ xíu nha anh, chừng nào hơ cái rồi anh tẩu. Đây cáp tất cả đều đã được kiểm định. Số máy hả? Cái tem mà dán trên cái cẩu á, biết không? Cái tem nó có mã nè, năm chế tạo nè. Rồi một số thông số chiều dài mắt của tải nó không có đâu. Thông thường là mấy cái tem tem thông số của xe nhiều khi mấy cái mạc ấy cũng có thể lâu ngày quá nó bung chứ nó không có bung nữa anh ơi, thường nó bằng miếng nhôm á. Đúng rồi, bằng miếng thiết á. Sao mà bung được? Nó cũ quá nó rớt. Sao mà cái đó bung được? Đâu quên. Đâu quên luôn hả?
Ok, vậy là công tác kiểm tra an toàn cuối cùng là đã chốt. Thì các loại giấy tờ kiểm định và chứng chỉ. Ok. An toàn kiểm tra lần cuối cùng. Chắc bên kia là còn khoảng chừng ngày nữa hết. Ra quá rồi, sợ cái cống. Đường sát bên này thì bên kia nó sợ nó xa quá đúng không ạ? Ok duyệt ra anh Phong ha. Chốt lại kiểm tra an toàn lần cuối cùng. Rồi. Ok đạt yêu cầu, đạt tiêu chuẩn. Bây giờ bắt đầu vận hành đây. Đây đang cách ly hết khu vực này. Bây giờ là tới cái xe lưng người, xe lưng lên để mình buộc cái xích vào cái trụ này, trụ nước này và bỏ xuống đất. Mình cảnh báo cái đoạn đường này cách ly ra. Em đang làm việc trên cao đấy. Bắt xe tải luôn, không cho xe tải đi qua đường này nữa. Rồi, ok. Bắt lên ngang qua đường đi. Chặn ngang qua đi anh. Rồi. Lưng lên trên cái độ cao 17m để anh em buộc dây xích ở trên đó. Và bên trong chiếc xe cẩu Dato đang bắn lên để móc cáp. Cáp chiếc cũng đang hoạt động cũng cực kỳ ăn ý thì mới được. Cái xe này lưng người lên buộc cáp thôi và móc vô cái máy xích của xe cẩu Dato bên trong. Các bạn ơi, nó móc được 2 giây rồi. Mà chỉ còn 2 giây nữa thôi. 2 giây nữa là xong. Chỉ cần 4 giây thôi. 4 giây 4 góc. Trụ này thì nó kết cấu là V12, V dày là các thanh dạng chéo là V10, V8. Bên trên có 2 bồn nước, mỗi bồn là 2.000 lít. 2.000 lít thì đã tháo hết nước rồi. Đó, xe này đang vận hành. Tự ra tự để đi đến đúng vị trí buộc dây. Công việc ở trên cao nên hết sức cẩn thận, an toàn. Cái bồn này cậu cũng đơn giản thôi, nhưng mà cái công tác móc dây cáp và định vị dây cáp là rất là quan trọng. Chiếc xe cẩu này nó vươn lên, xe lưng người nó lưng lên được khoảng 35m, hiện tại đang lưng lên đây là 17m đây. Nhưng mà vị trí đứng chéo như thế này thì chắc cũng phải gần này đang vươn ra khoảng 22m đó. Chiếc cẩu đã thò cái móc xuống rồi và mấy bạn đang ở trên là móc dây xích vào. Hôm qua thì mình nói là chiếc cẩu Dato 70 tấn nhưng mà thấy cái vị trí đứng ở xa hơn nên là mình đã thay đổi. Mình sẽ dùng cái xe cẩu 120 tấn cho nó an toàn.
cái phần việc ở ngoài đường này coi như đã ổn. Bây giờ mình vào trong để cho các bạn xem nào, cắt cái chân cột như thế nào. Bây giờ thì xe lân này đã xong cái công việc của mình là đưa ra bốn góc buộc dây cáp và đã móc lên được xe cần của xe cẩu Kato. Bây giờ là bắt đầu chuẩn bị đưa một người ở trên nữa xuống dưới đất thu cần lại. Ok, bây giờ bắt đầu ở cái giai đoạn là cạo cái bồn lên đó, cạo cái trụ bồn lên, trụ bồn nước. Xe đang căng xích nha. Đây, cắt bản mã hết rồi. Đang rất là gió. Thôi, cái video này mình làm tới đây cũng đã dài rồi, còn mấy khúc sau nhưng mà mình up lên trên kênh để các bạn xem. Ngày mai mình sẽ up tiếp cái đoạn mà cẩu cái bồn này ra như thế nào. Mình cũng quay rồi, nói chung là cũng an toàn, nhưng mà điện thoại của mình ở đây sử dụng 4G nên là nếu mà quay cái đoạn thì nó dài quá thì nó sẽ không tải lên được. Mình sẽ để tối mình về mình có wifi mình làm, mình up lại, mình cài, mình làm lại cái video tiếp theo. Chắc là tối rồi mình làm cái, mình có wifi mình làm cái chỗ mà cậu ra đấy, cậu cái bồn ra cho các bạn xem nhé. Nhưng mình cũng nói trước là an toàn tuyệt đối, cậu ra thì rất là đẹp. Ok, xin chào mọi người nhé.